chào mừng các bạn đến với cuộc thi Cười Cùng Hùng Râu. Chúng ta cùng cho một tràng pháo tay để chào đón bạn Lan Lém Lỉnh đến từ Thái Nguyên. Xin chào anh em xinh đẹp trai và ít tài, và chào tất cả các bạn. Trong bản đăng ký, bạn có ghi bạn của bạn thừa nhận xét rằng bạn là người rất tài giỏi, có thể nghe được rất nhiều các ngôn ngữ trên thế giới nhưng mà không hiểu gì. Có thể nói được tiếng Việt, tiếng Kinh, tiếng bản địa và tiếng mẹ đẻ. Vậy trước khi đến với phần thi của mình, bạn có lời gì muốn nhắn nhủ với những người bạn bè của mình không ạ? Các bạn làm sao ấy? Bạn đã thấy thoải mái hơn chưa? Em thấy tinh thần thoải mái hơn rồi ạ. Bạn đã sẵn sàng? Em đã sẵn sàng. Vậy bây giờ chúng ta cùng đến với phần thi khởi động của bạn Lan Lém Lỉnh. Đi họp ở đâu chỉ cần mặc vest thắt cà vạt mà không cần mặc quần dài. Họp ở trên Zoom. Chính xác. Điền từ còn thiếu trong bài hát sau. Sương khớp 100%. Đúng rồi, như vậy. Giấc mơ được nhiều người quan tâm nhất ở Việt Nam. Giấc mơ có một người ăn chặn Điền từ thiện. Và có thêm 10 điểm. Người cầm còi giữa đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở tổ chức nào? Hội người mù Qatar. Rất chính xác. Đẳng cấp hiện nay phụ thuộc vào số liệu nào? Số liệu tiêm vaccine. Đúng là như thế. Việt Nam mới phát minh ra loại vũ khí gì? Bom hàng. Và có thêm 10 điểm. Loại vaccine Covid nào tốt nhất? Vaccine ông ngoại. Chính xác. Câu nói "Nải quay xe" là trong bộ phim dài tập nào? Em cắm sừng anh. Rất chính xác. Hành tinh mới được phát hiện ở Việt Nam tên gì? Ok. Chính xác. Có thể mua rơi mây ở đâu? Trên mạng. Và có thêm 10 điểm. Còn có gì có nghĩa là không còn gì cả? Còn cái đít. Đúng là như vậy. Vì sao cầu thủ Thái Lan đánh quỳ trỏ vào mặt Quang Hải? Vì Quang Hải quá đẹp trai. Và có thêm 10 điểm. Thầy giáo của cha của bố mình được gọi là gì? Thầy ông nội. Chính xác. Vâng, thưa quý vị khán giả, rất vui mừng khi được công bố đây là số điểm thi khởi động cao kỷ lục, cao nhất trong lịch sử 21 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Trong phần thi khởi động, chương trình có câu hỏi về quảng cáo thuốc đông y. Vậy thực hư của chuyện quảng cáo thuốc đông y là như thế nào? Phóng viên của chương trình Cười Cùng Hùng Râu đã liên lạc với những diễn viên bất đắc dĩ trong đoạn quảng cáo trên và được họ cho biết tất cả các video quảng cáo trên YouTube hay YouTube hay Internet đều là do một tổ chức tự xưng được mang tên Nhà Tôi Ba Đời cắt ghép và chỉnh sửa. Thực tế nội dung không phải như vậy. Nội dung gốc của các video quảng cáo trên là như sau. Trong các video quảng cáo thì bản thân cô là người bệnh hay là lấy thuốc ạ? Bản thân cô là đang gặp các vấn đề về xương khớp. Chữa để hơn 40 năm rồi. Thế tình trạng bệnh của cô như vậy thì cô sợ nhất điều gì? Từ Nam vào Bắc là chỉ sợ những người uống thuốc của nhà cô thôi. Uống là không khỏi, không uống khỏi 100%. Vậy cô có lời nhắn nhủ gì lên với bà con không? Bà con, gọi cho tôi đang gặp các vấn đề về xương khớp. Tôi cam kết tôi gặp các bà. À, thế cho con hỏi bà tên là gì ạ? Phạm Thị Huyền. Bà đến từ đâu ạ? Quận Lê Chân, Hải Phòng. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi 8 tuổi. Thế tình trạng bệnh của bà trước và sau khi uống thuốc thì thế nào ạ? Trước là tôi đứng dậy đứng cái được ngay. Thế thì là tôi uống một gói thì tôi đau lắm, tôi không đi được. Cứ phải bê chân lên này mà nó buốt. Thế là tôi lên đây tôi khám thì chúng mày bán cho gói để về tôi uống chứ. Bán cho thì nó về là bây giờ tôi đứng dậy tôi phải bò. Xin chào tất cả các bạn. Vừa rồi là phần dự thi của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, comment cảm xúc và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.